một ngày nướng thịt của tụi mình ở trên vùng cao sẽ như thế nào? Câu chuyện bây giờ mới kể nhá. Hiện tại tụi mình đang ở một xã thuộc Sapa. Nơi này vẫn giữ được nguyên vẻ đẹp thiên nhiên. Hi hi, thực ra là bé Nga là em sinh đôi của mình ý. Nó có đầu tư một mảnh đất ở đây, nên hôm nay tụi mình mang ít đồ ăn và liên hoan với hàng xóm. Ở đây hoang sơ lắm mọi người ạ. Thịt thì mang ra suối rửa sau đó nướng mọi, chứ cũng chẳng tẩm ướp gia vị gì đâu. Mà bạn nào bảo lấy đâu ra trâu nhiều thế, thì nhìn đồi núi chập trùng, cỏ mọc tùm đi, tha hồ mà chăn thả trâu bò ấy chứ. Còn đây là gia đình anh Tráng, có mảnh đất đối diện của Nga. Thời tiết ở xã này nhá, hè thì mát lạnh, đông vào thì lạnh tê tái. Ở quê mình ý, đất rộng lắm, toàn 5-700m một mảnh, có mảnh còn cả HA ấy chứ. Cái chỗ này view đẹp thật, nhìn xuống là ruộng bậc thang, phía sau thì dựa núi, xung quanh thì suối chảy qua. Nghĩ dựng ngôi nhà gỗ về cái farm nho nhỏ, thêm một cái ao cá sinh, xong cuối tuần cho cả gia đình lên nghỉ dưỡng thì ôi thôi. Nghĩ vậy Nga nó bảo mình hỏi han tỉ tê gia đình anh Tráng bán cho mảnh đất này để hai chị em về già sống gần nhau. Em cũng thấy hợp lý các bác ạ. Hỏi anh ấy mua thì anh ấy bảo ôi không bán đâu, bán mấy mảnh tiêu hết xiên rồi, có mỗi mảnh này mà bán nữa là tiêu hết tiền mất thôi. Vậy là tôi thất bại rồi, không múc được mảnh này dưỡng già rồi các bác ơi. Cái kết đắng là em cũng không có xiên.